Chào các bạn. Đây là cái nhóm ngôi sao. Giá ví các bạn nhé. Rất là đẹp. Cái này mà để bàn uống nước, nhâm nhi ly trà đá hoặc ly cà phê thì thật là tuyệt vời. Đây là cái sông Mỹ, đây đang có trái các bạn. Đang có trái đấy. Gần đây vất vả quá các bạn, hôm nay mình định hình cho cây ổi. Các bạn thì chiêm ngưỡng đấy, và đóng góp ý kiến cho mình như thế này đã được chưa. Mình quay gần tổng thể cho các bạn xem. Các bạn sẽ nhìn nhóm và tham gia đóng góp ý kiến cho mình ở phần bình luận. Mình xin cảm ơn các bạn, để một lần sau mình sẽ tu sửa cho cái cây nó có hồn và đẹp hơn. Mình sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn đây là cái cóc Thái đang ra hoa. Độ cao của nó cũng chỉ khoảng 50 phân. Và tiếp tục đây là cây sung Mỹ đang chuẩn bị có trái. Đặc biệt hơn đây là cây cáo Mỹ các bạn ạ. Cáo Mỹ trên đất Việt các bạn ạ. Mình ươm từ hạt và bây giờ nó đã được trên 50 phân rồi các bạn xem. Sẽ rất là khỏe mạnh, tươi tốt. Thank you.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn tham gia góp ý kiến của mình.